toàn giới thiệu đến các bác nó khá là lạ các bác nhé. Đây là nó dòng loa D-Base của Mỹ, cặp D-Base của Mỹ. Đây, các bác nhìn này, nói chung là xung quanh nó đều là loa hết. Đây, một chiếc này nó cấu hình nó đã bằng 4 chiếc loa khác rồi các bác nhé. Bây giờ bình thường một cái loa bình thường là đây, bát trung tép được chưa? Đây, một cái này là một chiếc loa này. Bên này nó cũng có này, cũng bát trùng tép, thậm chí còn hai tép, bởi vì ở trên này nó là lục giác 1 2 3 4 5 6, tức là 6 cái loa, 6 mặt loa tép. Đấy, xung quanh luôn hình lục giác 6 loa tép. À, bên này cũng thế này, một bát một trung này, tức là dòng loa D-Base, model nó là FX1. Model này thì ở Việt Nam chưa thấy ai có đâu các bác nhé. Chưa, ít, hình như là không có. Hoặc có, anh em chưa đi lên mạng thì khả năng là người dùng. Còn để mà làm thương mại thì đây là có thể gọi là cặp đầu tiên, FX1 của DBX, loa Mỹ. Đây là dòng loa Mỹ cũng ở những cái gọi là, cũng gọi là gần gần cổ rồi các bác nhé. Cho nên là nó vẫn là sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Cấu hình này thì anh em nhìn phát là anh em sợ ngay, là sợ là phối, sợ là ghép âm ly gì. Nhưng mà các bác biết rồi, em thì cũng toàn âm ly bình dân thôi, phổ thông thôi, vừa rồi ghép với PN này. Trộm vía là nó rất là dễ ghép. Trước khi mà mình nhập mình cũng phải cân đối, bởi vì nếu mà một cặp loa mà kén quá là về mệt lắm. Cái này thì nó sẽ gồm có một loa, nó sẽ có 5 miếng căng nhé các bác nhé. Thì một căng chụp ở trên đầu này, nó như thế này. Trên này nó gỗ, chụp lên. Nếu mà đóng hết căng vào thì anh em sẽ không biết đâu là mặt trước, đâu là mặt sau. Đấy, chỉ có là mở ra thì nó còn cái tem, thì mình biết nó là đằng trước. Và cái tem DBX, cái tên thương hiệu DBX. Còn phần tem DBX FX1 thì nó ở dưới gần loa. Hiện tại bây giờ em đang một mình thì không cho các bác xem. Ngửa ra thì sợ nó đổ. Chất loa thì rất là đẹp. Chiều cao em này đậy căng vào thì nó rơi vào khoảng tầm 1m1. Khoảng tầm 1m1. Đấy. Bát là sử dụng bát 25, 4 bát 25, 4 bát thật luôn. Thùng gỗ lạng còn rất là đẹp. Đẹp 4 mặt luôn. Cái chiếc loa, cái cặp loa FX1 này thì nhà anh em nào mà có không gian nó lớn lớn một chút ấy, thì anh em chơi cặp này. Đặc biệt là anh em nào mà chơi mà đằng sau ấy, mà có khoảng thông ấy, thì chơi cặp này thì nó phát huy được hết chất tiếng của nó. Bởi vì các bác biết rồi, loa nó tứ 4 mặt luôn. Còn dài cao nó thì 6 mặt. Cực kỳ là chất. Tiếng bát cực kỳ phê. Tiếng bát hay, nói chung là không còn gì để lăn tăn về cái cặp này. Loa đều đẹp hết nhé, màng loa đều đẹp, tăm tắp. Đây, chung đây các bác, xuất sắc luôn. Đây, đến e căng cũng xuất sắc nhá. Đấy, rất là đẹp. SFX1. Em sẽ làm những cái clip khác cho các cặp này. Clip này dừng lại, giới thiệu này thôi. Đấy, 6 loa test rất là đẳng cấp. SFX1, anh em nào có nhu cầu thì điện cho bên anh.